Phần cục kính cam thì đã bị vỡ và bay mất một góc kính, và mặt trước thì kính đã bị vỡ rất là nhiều. Đây là tình trạng của một chiếc Samsung Galaxy A71 mình đang cầm trên tay, và hôm nay thì mình sẽ tiến hành thay kính cho em nó. Tuy nhiên thì sẽ là kiểu thay kính không tháo máy nha các bạn. Trước khi bắt đầu vào quy trình thay thì bên mình sẽ tiến hành kiểm tra ngoại quan của chiếc máy. Thì hiện tại cái phần bên dưới chiếc máy này đã bị vỡ khá là nặng rồi. Phía trên thì gần như là chúng ta chỉ thấy những cái vết nứt thôi. Tuy nhiên phía dưới như này thì các bạn sẽ cần phải cẩn thận trong quá trình thay kính. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc thay kính cho chiếc Samsung Galaxy A71 này nào. Đầu tiên thì các bạn, kỹ thuật viên sẽ tiến hành đặt máy lên bàn nhiệt và tiến hành tách kính cho chiếc máy này. Điểm qua một chút về phần thông số kỹ thuật, màn hình của chiếc máy này sẽ là Super AMOLED Plus với kích thước là 6.7 inch và độ phân giải là 1080x2044 pixel. Kính cường lực của chiếc máy sẽ là Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Trên thị trường hiện tại thì đang có rất là nhiều loại kính thì các bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên thì bên mình sẽ sử dụng loại kính tốt nhất và cao cấp nhất. Tuy nhiên thì nói kính từ bên thứ ba cung cấp thì chắc chắn là không thể nào so với kính DIN được rồi. Kính của bên thứ ba cung cấp thì nó sẽ kém bền hơn trong quá trình mà chúng ta rơi này, hoặc là va đập, hoặc là trong quá trình sử dụng thì những cái vật nhọn ví dụ như chìa khóa hay dao kéo thì nó cũng sẽ bị tác động nhiều hơn nếu các bạn sử dụng. Vậy nên là có một lời khuyên dành cho các bạn, nếu đã thay kính cho bất kỳ một chiếc điện thoại nào thì các bạn nên dán cho em nó thêm một tấm kính cường lực, hoặc là để tránh xa ra những cái đồ vật như là chìa khóa, dao hay là kéo. Ok, và chỉ có một vài những cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mà thay kính của bất kỳ một chiếc điện thoại nào thôi. Còn hầu hết là chúng ta sẽ sử dụng như bình thường. Về cái phần mà hiển thị này, màu sắc hoàn toàn được giữ nguyên nha các bạn. Nhiều bạn cũng có hỏi mình khi mà thay kính thì có ảnh hưởng đến cảm ứng hay không, thì chắc chắn là sẽ không rồi. Vì cái phần tấm nền cảm ứng này thì chắc chắn là nó cũng sẽ gắn liền so với cái tấm nền hiển thị. Nên khi mà mình thay kính ấy, đơn giản chỉ là mình thay một lớp kính ở phía trên mà thôi. Cùng quay trở lại với quy trình nào, thì hiện tại với lớp kính của chiếc Samsung Galaxy A71 này thì bên mình sẽ vệ sinh lại cả trước cả sau một cách kỹ càng trước khi mà đặt lên màn hình của chiếc máy. Rồi, và bây giờ thì bạn kỹ thuật viên sẽ tiến hành thêm cho em nó keo kết nối giữa lớp kính với phần màn hình nhé. Các bạn có thể thấy là bên mình sẽ có một con lăn để dán lại lớp keo trên màn hình này để tránh có bụi bọt xảy ra. Trong quá trình sửa thông thường thì nhà sản xuất sẽ cho chúng ta một cái lớp keo ở trên mặt kính của bất kỳ một cái lớp kính nào. Tuy nhiên thì tùy vào mục đích sử dụng của chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể tháo ra và dán cho nó một cái lớp keo mới để chắc chắn hơn và để hiển thị được rõ nét hơn. Rồi, và bây giờ thì bạn kỹ thuật viên sẽ tiến hành đặt mặt kính lên màn hình một cách cẩn thận và chỉn chu. Tất nhiên là chúng ta đang sử dụng trên ép kính trên nguyên cả cái khung viền của chiếc máy, nên sẽ dễ dàng trong quá trình mà chúng ta đặt lên và ướm thử vào phần khung viền hơn. Tiếp theo thì bạn chuyên viên sẽ đặt máy vào máy ép chân không và ép trong vòng khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Sau đó thì cho vào máy hấp để có thể hấp khử hết bọt. Mình sẽ lược bỏ qua cái bước hấp nhé. Hiện tại thì bạn chuyên viên cũng đã tiến hành xong cái việc mà ép kính cho cái chiếc Samsung Galaxy A71 rồi. Bây giờ thì cùng mình và bạn chuyên viên tiến hành lau lại, vệ sinh lại cái phần màn hình này và kiểm tra xem những cái tính năng cảm ứng hay là hiển thị bên trong chiếc máy. Nếu các bạn là thành viên của kênh, đừng quên nhắn cho mình theo số Zalo 0865600246 để bên mình có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất. Hoặc là nếu các bạn muốn gửi hàng từ xa thì các bạn có thể nhắn qua địa chỉ 436A-73, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 nhé. Riêng đối với dòng Samsung thì chúng ta sẽ có một app ngay bên trong chiếc điện thoại, không cần phải cài app bên thứ ba. Các bạn sẽ bấm vào phần gọi điện, sau đó thì bấm cho mình là sao thăng, không sao thăng nha các bạn. Như vậy là chúng ta có thể kiểm tra xem cảm ứng của chiếc máy rồi. Và nhờ cú pháp sao thăng, không sao thăng, các bạn có thể tự kiểm tra chiếc máy ở nhà trước khi mà đem tới những cửa hàng sửa chữa hay là bảo hành nhé. Rồi, và hiện tại thì cảm ứng của màn hình đã hoàn toàn bình thường rồi. Máy đã báo hoàn toàn ok rồi nhé. Chúng ta sẽ việc kiểm tra lại những cái phần như là màu sắc, hiển thị trước khi mà trao trả lại máy cho khách thôi. Ok, tới đây thì quy trình cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.